Bài 3.8 cho hình thang cân A, B, C, D. Thì hình thang cân thì mình cứ vẽ tam giác cân. Xong rồi mình cắt bên trên là thành hình thang cân. Rồi đây. Đó, là thành hình thang cân A, B, C, D. Đầu bài nó cũng không nói rõ là AB là đáy nhỏ hay CD, là chỉ biết là ABCD, AB song song CD thôi. Các đường thẳng AD, BC kéo dài cắt nhau tại Y, Y ở trên này rồi. Các đường thẳng AC, hai đường chéo đó. AC và BD cắt nhau tại Z. Mình Z. Chứng minh EZ là trung trực. EZ. Đúng. Đúng. Chứng minh EZ là trung trực của AB. Thì ở đây sử dụng cái tính chất là một điểm cách đều hai múc của một đoạn thẳng thì thuộc đường trung trực của đoạn thẳng đó, và cái lý thuyết tiên đề Euclid là có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm trong trước. Thì ta sẽ có thế này, có AD bằng với lại BC theo giả thiết là hình thang cân thì hai cạnh B bằng nhau. Nghĩa là ta có C lớn bằng góc D lớn, là theo giả thiết. Giả thiết là sao? A, B, C, D là hình thang cân, mà hình thang cân là cái hình thang mà có hai góc kề một đáy bằng nhau, nên góc C và góc D là kề cái đáy CD nó bằng nhau. Hai góc này bằng nhau thì suy ra tam giác ICD cân tại Y. Tại vì tam giác này có hai góc bằng nhau là gọi hai góc bằng đáy. Cân tại Y thì mình suy ra được ID bằng với IC, tính chất của tam giác cân là hai cạnh bên bằng nhau. Mặt khác thì ta lại có cái thằng AD lại bằng thằng BC. Theo giả thiết là hình thang cân thì có hai cạnh bên bằng nhau. AD và BC là hai cạnh bên của hình thang cân thì nó bằng nhau. Đặt vào để mình trừ, tức là ID bằng IC theo chứng minh trên này. Giờ mình đặt AD này bằng với BC này, theo chứng minh trên. Sau rồi mình gạch chân, mình gạch nó đi. Là sử dụng phép trừ thì ta có ID trừ vế vế trừ AD thì bằng IA, nó sẽ bằng IC trừ BC thì nó bằng IB. Đó, IA bằng IB tức là lúc này Y cách đều hai múc của đoạn thẳng AB, đúng không? Thì suy ra được Y thuộc đường trung trực. Trung trực của cái đoạn thẳng AB. Đây là một. Tí nữa chứng minh gì cũng thế nữa. À.
Thì bây giờ xét cái tam giác. Để xét tam giác ADC. ADC và tam giác BCD. Có. Cái này khá là dài. Có hai tam giác này thì có cạnh bên AD sẽ bằng cạnh bên BC. AD bằng BC. Cái này theo giả thiết là hai cạnh bên của hình tam cân. Cái thứ hai nữa là có góc D bằng góc C. Đây là hai góc ở đáy kề một đáy của hình tam cân, cũng là giả thiết. Cái thứ ba có CD là cạnh chung. Thì khi đó tam giác ADC sẽ bằng tam giác BCD. Theo trường hợp cạnh góc cạnh hai tam giác này bằng nhau để làm gì? Để suy ra hai tam giác này bằng nhau để suy ra cái góc A1 này sẽ bằng cái góc B1 này, là hai góc tương ứng. Góc A1 bằng góc B1, hai góc tương ứng. Còn suy ra được nữa là cạnh cạnh AC sẽ bằng cạnh BD, mở ngoặc hai cạnh tương ứng. Đó. Thực ra thì AC và BD là hai đường chéo của hình tam cân đấy. Thì nếu mà chương sau thì chúng ta sẽ không cần chứng minh nữa, đương nhiên nó bằng nhau. Còn ở cái bài đầu này như là vẫn phải chứng minh. Thì có góc A1 bằng B1 là hai góc tương ứng này, AC bằng BD là hai cạnh tương ứng này. Còn có gì nữa? Thế đâu hai cạnh tương ứng. Rồi. Ta lại xét một cặp tam giác khác nữa. Bài này hơi nhiều. Bây giờ lại tam giác ở trên này là Y đấy. Tam giác Y B D Y B D nó sẽ bằng tam giác IAC. Theo trường hợp là cạnh cạnh cạnh. Cái này các bạn trình bày ra là ta có IA bằng IB theo chứng minh trên, AC bằng BD theo chứng minh trên, ID bằng IC theo giả thiết, hai tam giác đấy bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh. Thì suy ra góc D1 sẽ bằng góc C1, là hai góc tương ứng. Suy ra góc D1 bằng góc C1, hai góc tương đó. Lại xét tiếp cặp tam giác, không biết có cách ngắn hơn không, tôi làm cách này khá là dài. Tam giác a di d nó sẽ bằng tam giác b di c theo trường hợp góc cạnh góc.
Tức là góc B1 thì bằng góc A1 theo chứng minh trên. Cạnh BC bằng cạnh AD theo giả thiết hai cạnh bên của hình thang. Góc C1 bằng góc D1 theo chứng minh trên. Như vậy, hai một cạnh và hai góc kề cạnh đấy của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề cạnh đấy của tam giác kia thì hai tam giác ấy bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc. Hai tam giác này bằng nhau để suy ra được cái thằng GA này bằng GB, suy ra GA bằng GB. Hai cạnh tương ứng. GA bằng GB để làm gì? Để suy ra được G cũng thuộc chung trực, đường chung trực của AB, bởi vì nó cũng cách đều hai mũi. Một điểm cách đều hai mũi thì thuộc đường chung trực của đoạn thẳng đấy, thì cái thằng G này cách đều hai mũi A và B của đoạn thẳng AB nên nó thuộc đường chung trực. Như vậy ta có điểm I thuộc chung trực của AB, điểm G cũng thuộc chung trực của AB thì IG là đường chung trực của AB. Vậy qua hai điểm thì xác định được một và duy nhất có một đường thẳng đi qua hai điểm thôi. Đó. Chuyện đấy là tiền đề Euclid. Suy ra EZ là đường chung trực của AB. Ở đây tôi làm thì xét ba bốn cặp tam giác bằng nhau khá là dài, và không biết là sách giải thì nó có những cách ngắn hơn không, các bạn tham khảo.